Trước khi bắt đầu vào bài tập này thì mình xin giới thiệu là mình nhận thiết kế meal plan và workout plan, chương trình tập luyện và dinh dưỡng cá nhân hóa theo chỉ số của bạn, giúp bạn thay đổi hình thể và toàn bộ sức khỏe tổng quan. Vì thế nếu các bạn cần thì hãy liên lạc với mình qua Facebook Hannah Giang Anh. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với video Cardio and Core. Cardio and Core là bài tập tim mạch kết hợp với cơ bụng 24 phút. Dạo này mình đang tập trung tập những cái lên những cái bài tập mà kiểu nó chỉ có khoảng từ 20 đến 25 phút thôi, nhưng mà nó sẽ kiểu intermediate để cho mình tiết kiệm thời gian hết mức có thể ấy. Bài ngày hôm nay sẽ có 15 phút là cardio, sau đó 15 phút chúng ta sẽ tập trung vào cơ lõi, cơ bụng, toàn bộ các nhóm cơ bụng luôn. Rồi, ngay từ đầu chúng mình sẽ tập siết cơ bụng trong trạng thái đứng trước. Mình xoay người sang hai bên và khi xoay sang mình thở ra vặn cái bụng, nhớ đóng cái xương cụt, đẩy cái rốn vào trong. Cái người của mình nó phải xoắn chặt ở phần cột sống. Nếu các bạn võng lưng cho động tác này các bạn sẽ không cảm nhận được cơ bụng nhé. Nhớ siết chặt bụng, đẩy rốn vào phía bên trong. Thở, hít, thở, hít nghiêng qua phải. Thở ra siết bụng, thu tay về theo nhịp nhạc. Trái, thở siết bụng, thu về. Tiếp tục, phải, thở siết bụng, thu về. Lần nữa, phải và thu về. Tốt. Nào chúng ta đóng cuộc sống lại. Hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít. 4 lần nữa. 3, 2, 1. Và hai chân mở rộng, mũi chân hướng ra ngoài, nhẹ nhàng chùng đầu gối bên phải và chùng đầu gối bên trái, đẩy mông về phía đằng sau, đầu gối hướng theo hướng mũi chân, mở gối ra ngoài, phải hóp bụng lại và giữ cho hai hông của các bạn cân bằng với nhau. Khi mình nghiêng sang bên này, hông lại cân bằng, lúc đó là lúc mình dùng cơ bụng. Nào, thở ra, chạm tay vào gối, thở, hít, thở, hít, thở, hít. Rồi, đến với bài đầu tiên nhá. Bài số 1 sẽ có động tác high knee and jumping jack. Động tác cơ bản, đơn giản. Nào, rút gối, trái, phải. Khi mình co chân lên, các bạn thở ra, siết chặt bụng lại. Nhưng mà không được cuộn người, cái bụng của mình nó không được đóng lại. Nói chung là cơ bụng phải chắc. Cơ bụng phải chắc. Rút gối và nhảy lên. Thở, thở. Gồng chắp người lại giống như là con robot ấy. Như là thở, 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 thở. Rồi, bách chân ra. Mở trụ, mở trụ, mở trụ, mở trụ, xoay. Tiến lên. Mở trụ, mở trụ, mở trụ, mở trụ, lùi, lùi. Jumping jack lùi. Mở trụ, mở trụ, lùi, 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 lùi và kết hợp xoay người. Thêm tay nào, tay lên. 3, 2, 1, đấm, đấm. Lên, lùi. Một lần cuối cùng. 4, 3, 2, 1, thôi. Chạy cao gối, chạy bước nhỏ. 1, 2, 1, 2. Có thể chạy vòng tròn quanh cái thảm của mình. Ngược lại. Ngược lại nào. Đi. Rồi. Hít thở. Đưa một hơi thở thật sâu. Và thở ra. Co gối, nhảy lên. Phải, trái, xếp bụng thẳng lưng và giữ cái phần nách và toàn bộ cơ lõi của mình chắc chắn. Tiến về trước, jumping jack 4 lần. Lùi, đấm. Tiến lên. Lùi nào. 4, 3, 2, 1. Đi xoay, cố gắng xoay người đúng 180 độ luôn. Đứng thẳng tay ra. Tục tiếp tục.
2 lần nữa. Last time, up. Rồi. Một bài khá là vui mà nó còn nhanh nữa chứ. À, chúng ta sẽ có mấy bài nhanh như thế nữa. Bài tiếp theo này của chúng ta là skater và jump lăng. Rồi, 3 bước. Qua phải, qua trái. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tiếp đất nhẹ nhàng. Sải dài cái chân về phía bên sau. Tiếp tục, tiếp tục. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Động tác mới. Jump lăng nhấp 2 lần. Phải, nhấp. Đổi bên. Liên tiếp. Lặp lại. 4, 3, 2, 1. Đổi bên liên tiếp. Tiếp. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Đổi bên liên tiếp luôn. Các bạn hạ đầu gối sau xuống sát mặt đất. Thẳng lưng mở ngực. Nửa chặng đường rồi. Tiếp nào. Sắp hết. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Chạy cao gối. 1, 2, 1, 2. Hít thở, hít thở. Hít vào, thở ra. Ok, hít thở một chút nào. Quay trở lại. Chạy 3 bước. Mọi người thấy nào rồi? Đoạn vừa rồi quá mệt đúng không? Nhưng mà rất là sướng luôn. Nhịp tim tăng cao, xong rồi hai cái đùi của mình nó cháy. Dực hết lên. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quay trở lại và chạy 3 bước. Đi chạy 3 bước mình chạy xa chân ra nha. Xa chân ra nha. Thẳng lưng mở ngực nha. 1, 2, 3. Bước dài cái chân sau ra. Thẳng lưng mở ngực nào. 1, 2, 3. Xếp bụng vào. Xếp bụng vào. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quay trở lại. Nhấp 4 lần lăng. 4, 3, 2, 1. Đổi chân liên tiếp. Lặp lại. Mọi người có thể nhấp tại chỗ hoặc là bật nhảy lên. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Và nhảy đổi chân liên tiếp. Change. Thẳng lưng mở ngực nào. Nửa chặng đường rồi. Xuống sâu, xuống sâu. Một chút nữa. 4, 3, 2. Chạy. Cao gối, cao gối. 1, 2, 1, 2. 3 bước qua phải. 1, 2, 3. Sắp hết này. Hết. Mẹ ơi, trái tim tôi đập, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn. À, còn một vòng nữa mọi người ạ. Vãi trưởng, vãi trưởng. Đổi bên, liên tiếp. Thề luôn, bình thường tập 2 vòng tưởng hết rồi luôn ấy. Thật là bất ngờ, thật là bất ngờ. 4, 3, 2, 1. Nhấp. Đi. 4, 3, 2, 1. Đổi bên liên tiếp. 2, 3, go. Nửa chặng đường. Tiếp. 4,
3, 2, 1, chạy 3 bước. Một, hai, ba. Thẳng lưng mở ngực. 4 giây nữa. Thẳng lưng lên nha. Last time. Đấm tay, đấm tay. Yes. We done. Oh, may mà nãy kịp biết là còn nhạc luôn ấy. Rồi, giờ chúng ta sẽ có burpee và core work. Chuẩn bị. Bắt đầu với tư thế plank. Hai tay đặt dưới vai, bước hai chân về phía đằng sau. Nâng đầu gối lên nào. Ok, ta sẽ bật lên, đứng lên, về sau trụm chân, mở, trụm, mở, trụm, trụm, đứng, hạ, bật về. Khi bật về, đầu gối mình sẽ co 90 độ, lại, lên, đứng, xuống, bật, mở, trụm, mở, trụm, lên, đứng, xuống, bật, nữa. Đầu gối co đúng một góc 90 độ, đừng có để chân xa quá. Nó sẽ bị dồn trọng tâm về phía đằng sau. Ở đây mình muốn mọi người dồn trọng tâm vào tay. Nghỉ. Quay trở lại. Đi. Mở. Trụm. Mở. Trụm. Lên. Mở. Trụm. Mở. Trụm. Một đoạn nhạc rất là dài. Chúng ta phải kiên trì, kiên nhẫn. Nữa. Tiếp. Tiếp. Hai lần nữa, hai lần nữa. Lần cuối. Hết. À, cái đùi của mình không đùa đâu mọi người ơi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ vào động tác plank jack và mountain climb nha. Hai tay sẽ sống thẳng dưới vai để vào tư thế plank. Nhớ xòe rộng mấy đầu ngón tay ra, duỗi chân, dồn trọng tâm về phía trước. Bắt đầu, mở trụm, mở trụm. À, làm nhanh hết cỡ, nhanh hết cỡ luôn, nhanh hết cỡ luôn. Nhạc siêu nhanh luôn mọi người. Hạ mông xuống. Tiếp tục, tiếp tục. Một, hai, một, hai. Chạy cao gối theo nhạc. À, từ từ, từ từ, giữ lại. Nhạc nghỉ thì chúng mình cũng nghỉ. Nhạc lên thì chúng mình lên ha. Hạ xuống này, chuẩn bị lên này. Chậm trước. Co gối chậm. Co đầu gối phía ngực. Rồi, sẵn sàng để chạy nhanh. 3 nhịp nhanh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tiếp. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tiếp tục. 1, 2, 3. Tiếp tục, tiếp tục. 1, 2, 3. Xong. Lạy Chúa. À, tiếp tục. Plank jack, quay trở lại với plank jack. 2, 3, let's go. Mở trụm chân, hạ mông, dồn trọng tâm về phía trước. Một chút nữa. Và giữ lại chắc chắn. Mọi người có thể hạ đầu gối xuống để nghỉ nhẹ. Chuẩn bị này. Co gối chậm, mountain climb.
knee to chest, co đầu gối lên ngực của mình, dồn trọng tâm ở phía trước. Mình chuẩn bị chạy 3 lần nhanh. Đi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hey. Bam, 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 bam. Tan, 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 tan. Tiếp tục. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nghỉ. Và làm lại. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nghỉ. Làm lại. Let's go. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Đúng nhịp. Nghỉ. Hết bài. Ôi dồi. Lạy Chúa. Bài vừa rồi. Nhịp tim bay ra khỏi lồng ngực luôn. Rồi chúng ta sẽ vào bài cơ bụng. Hai chân mở rộng bằng hông. Rồi các bạn đặt tay ở phía trước. À co tay nhẹ lại đi. Để mình lùi vào đằng sau cho nó giữa thẳng. Được chưa? Xoay vai thẳng lưng mở ngực. Cuộn bụng lại để dồn vào phía đằng sau giúp mình. Ngả người ra và duỗi thẳng cái cột sống của bạn. Vươn dài cột sống, hạ vai xuống. Cho mình xem cái cổ của các bạn nó phải dài. Và các bạn siết chặt bụng, đẩy dối về phía đằng sau. Một bài nhạc rất là hay, có tiếng nhạc giao hưởng ở trong này. Đấy là lý do mình rất thích bài này. Chỉ việc giữ thôi là chúng ta đã tập vào bụng rất là nhiều rồi. Giữ, không cần làm gì cả. Và chúng ta vặn người trái, phải, xuống, lên, trái, phải, xuống, lên. Luôn giữ người ngả nhẹ về đằng sau một góc 45 độ. Vặn, vặn, xuống, lên, thở. Xuống, lên. Ngả người ra đằng sau nửa chặng đường. Tiếp tục tập. Siết vai, siết ngược lại. Tiếp tục. Hết. Lên. Đặt tay ở phía đằng sau. Thẳng lưng. Thả lỏng cho phần lưng của mình, cho đỡ mỏi. Các bạn co chân lại thành hình cánh bướm, với dài tay về phía trước, kéo giãn phần thắt lưng. Thả lỏng vai, đặc biệt là vùng thắt lưng của mình. Vì khi mình tập cái động tác vừa rồi ấy, nó luôn tạo áp lực lên vùng thắt lưng. Và bạn nào cơ bụng càng yếu thì sẽ càng dễ bị đau lưng. Nếu ai bị đau lưng ấy, thì mình ngồi về tư thế cánh bướm, cho cái lưng nó được ngả ra nhá. Rồi quay trở lại nào. Ngả người ra một góc 45 độ, siết bụng thẳng lưng. Chuẩn bị. Khi nào drop tới chúng ta sẽ vặn người là nằm xuống nhá. Chuẩn bị này, chuẩn bị này. Ready. Xuống, lên. Người ngả ra một góc 45 độ. Nửa chặng đường. Tiếp tục. Đừng bỏ cuộc. Chúng ta sẽ tập cho đến những giây cuối cùng. Nhất là khi có âm nhạc tuyệt vời như thế này, giúp thúc đẩy tinh thần mình. Nhạc chiến binh. Tập cụ chiến binh luôn. Lần cuối cùng. Hết. Đặt tay ở đằng sau thẳng lưng. Trả lại lưng của mình. Rồi. Bài tập cuối cùng rồi. Nào, mình cùng nằm xuống. Duỗi hai chân ra. Hai tay xuôi theo người nha.
bạn ấn mạnh tay xuống dưới đất, hóp mông vào, nâng người lên cho người tạo thành một nói chung là cuộn người lên, nhấn mạnh thắt lưng xuống dưới đất rồi hạ xuống. Làm lại này, 2 3 lên, cuộn lên, nâng chân lên, đẩy mạnh rốn xuống phía dưới, hóp chặt mông lại, giữ. Rồi bây giờ hạ xuống, mình chưa nói hạ thì không được hạ nhá. Làm lại nào, lên, giữ ở trên, giữ, tiếp tục giữ, không được hạ chân, tất cả giữ nguyên. Rồi bây giờ thì hạ, giỏi lắm. Lần nữa như thế, nâng lên, giữ, rồi hạ. Ok, co đầu gối lên và nhẹ nhàng nghiêng chân sang một bên, hai đầu gối chạm đất để thả lỏng cho vùng lưng, đổi bên. Rồi quay trở lại nào, nâng hai chân lên và giữ nguyên. Rồi sau đó hạ xuống, lặp lại này, 2 3 hít một hơi thật sâu, thở ra, nâng lên, giữ, 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 giữ và hạ xuống, thả lỏng, làm lại, lên, giữ, giữ, tiếp tục giữ, không được hạ, ấn cằm xuống, rồi hạ, lần cuối cùng, lần cuối cùng, lên, giữ nguyên, giữ, giữ và hạ. Rồi thả lỏng phần cổ. Yeah. Vậy là chúng ta đã kết thúc xong phần crawl. Bài tập rất là đau đúng không? Giờ mình giãn cơ là xong này. Thả lỏng cái hông, thả lỏng cái hông. Mình ngồi lên để giãn cơ đi ha. Cho thoải mái. Rồi, các bạn sẽ đưa hai chân về phía trước, giống như Hana nhé. À thôi, đưa chân về trước đi. Rồi, dang hai tay sang ngang, mình có thể co nhẹ đầu gối lên để cho lưng của mình có thể thẳng. Thở, vặn người qua bên phải, nhẹ nhàng hít vào, trả lại cơ thể. Khi mình vặn á, các bạn hãy vặn cả cái cột sống của các bạn giúp mình nhá. Rồi hít vào, thở ra, vặn cái lồng ngực, chứ không phải là mình di chuyển tay. Tại vì nhiều bạn khi mình nói là vặn ấy, thì các bạn cứ đóng cái tay lại như thế này. Đó, nhưng mình không muốn mọi người đóng tay. Mình muốn tay mọi người giữ nguyên với vai. Và vặn là vặn cái lồng ngực này, vặn cái cột sống. Cái cột sống đi đến đâu thì cái tay nó đi theo đấy đó, chứ không phải là mình di chuyển tay. Đó, nên nếu mọi người làm đúng thì mình sẽ không thể đưa tay thành một đường thẳng nữa đâu. Mình chỉ để tay chéo chéo nữa thôi. Đó, hít vào và thở ra. Rồi, tốt, nhẹ nhàng thu chân về tư thế cánh bướm giúp mình. Chạm hai đầu gối, à chạm hai lòng bàn chân vào nhau, hai tay kéo chân vào sát người, ép khuỷu tay lại, ngồi thẳng lưng, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, kéo chân vào sát người mình. Rồi sau đó mình thở ra, vươn dài tay về phía trước, thả lỏng cho cái vùng thắt lưng. Cho mình khoảng 20 giây thư giãn ở đây. Hít một hơi thật sâu vào lồng ngực và nở căng cái lưng lên trần nhà. Cảm giác phổi của mình nở ra. Rồi mình thở ra, thả lỏng vai lưng ngực, xẹp ngực. Rồi mình lên, đặt tay ở phía đằng sau, đưa hai chân về phía trước. Chân mở rộng bằng hông, ngón tay hướng ra phía đằng sau luôn, xoay vai, đẩy vai xa khỏi tai. Mình nghiêng hai đầu gối sang một bên, thẳng lưng, hít vào, đổi bên, mình thở ra và hít vào. Rồi, xong. Trời ơi, má ơi, cuối cùng thì bài tập ngày hôm nay cũng kết thúc. Mình quay hai cái video tập cardio liên tiếp với nhau luôn mọi người, nên là mồ hôi mồ kê của mình tã tưởi luôn. Nhưng mà mình cảm thấy rất là hay, rất là sướng khi mà mình có thể tạo ra một trong những cái bài tập để đời như này. Một bài tập hay là một bài tập mà chúng ta phải lưu về, đúng không mọi người? Lưu về để khi nào mà kiểu mình cần thì mình sẽ lấy ra tập lại.
Và những cái bài tập này nó chỉ có 20 phút thôi, nhưng mà nó thử thách khả năng thể lực của mình, thử thách tim mạch của mình, thử thách cái trình độ kỹ thuật của mình, cả cơ bụng của mình luôn, đều là những cái bài intermediate, trình độ trung cấp và rất nặng. Vì thế nên các bạn nhớ like cho mình này và comment cảm giác của mọi người trên thang điểm từ 1 đến 5 thì hôm nay các bạn đau ở mức mấy và các bạn mệt ở mức mấy từ 1 đến 5. Và các bạn cảm thấy độ khó của bài tập này ở mức mấy từ 1 đến 5, hãy comment cho mình để mình biết nha. Và đừng quên là các bạn có thể tập theo lịch tập miễn phí với mình trên website hannahgianganh.live. Cảm ơn mọi người đã lựa chọn mình làm huấn luyện viên riêng các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Bye bye! You think